Drama Family Cuộc Sống ở Nhật. Hai mình với mẹ chồng mình đi chợ nha các nhà. Thì cái chợ hôm nay là một cái chợ cá ở Kawaguchi. Thì buổi sáng hôm nay thì cũng khá là đông người các nhà. Thì bây giờ mình sẽ vào trong chợ nha. Hiện tại mình đi thì với mẹ chồng. Xin chào các nhà. Thì hiện tại hai mẹ con đang vô chợ nha các nhà. Chợ hôm nay thì cũng khá là đông người. Thì cái giới thiệu với cả nhà thì cái chợ mình đang đi là cái chợ bán hải sản nha. Chợ cá hải sản đó, bán hải sản. Ở đây có tôm Việt Nam nha cả nhà. Đây là có chữ về tô Nam Ư nè. 101 con cũng rẻ nè. Ở đây bán hải sản thì cũng giống như cái chợ. Con không biết nữa, để không ai cần. Chắc mình nói người ta lựa. Ôi có cua nữa nè. Mấy mùa nữa hả? 101 rồi ha. 101 á. Đúng rồi, 101 á. Hôm nay hai mẹ con du học được nhiêu đây nha các nhà. Ở bên trong đây người ta không có cho quay nhiều á. Lấy luôn, chứ giờ giá không biết làm gì thôi. Tính tiền mất công có hai bị giá trả tiền lại mất công. 40 bao nhiêu? Ủa bao nhiêu một bị? Làm mấy nghìn ạ? Ba mấy? Rẻ mà. 38. Thì hiện tại hai mẹ con mới đi mua đồ xong đi cả nhà. Thì bây giờ đang lên xe để chuẩn bị đi về. Xong á, nên nó còn âm u. Hôm nay đi quay nhưng mà nó là nó âm nắng u. Đẹp ạ. Ừ. Sao đều nắng hết. Tự nhiên hồi tối mưa trận đã đời. Ăn miếng bánh mì xong rồi đi nha cả nhà, mới lái xe á. Tại vừa đi vừa ăn không có được tiện cho lắm á. Không có kem bên giữa, đừng có bánh mì không chừng lát. Bây giờ xíu này giờ thấy mấy kem.
Tại hôm nay đi trúng cái chợ này người ta không có cho quay bên trong á cả nhà, nên chỉ quay được một số ít cảnh thôi à. Cả nhà xem thông cảm nha. Mới lấy điện thoại là chụp cái lao bây không được. Mới lấy điện thoại là chỉ chụp hình lưu lại coi thôi á mà. Còn cái lao á không có được á. Người ta không có cho á. Thì hiện tại kênh của mình thì lúc đầu thì mình cũng làm về rau vườn. Và cái mục đích chính thì mình cũng vẫn làm về cắm trại cả nhà, tại nhà mình hay thường xuyên đi cắm trại á. Nhưng mà thấy hiện tại bây giờ thì cũng quay một số cảnh sinh hoạt hàng ngày, rồi như đi chợ nấu ăn nữa, để có cái gì đó nó thú vị cho cả nhà cùng coi á. Thì nếu cả nhà cảm thấy cái kênh của mình xem mà hay, thấy có ý nghĩa hay là vui hay là như thế nào đó thì cả nhà nhớ ủng hộ kênh cho mình nha. Thì sẽ có động lực để làm cho những clip tiếp theo á. Bây giờ thì hai mẹ con chỉ đi về. Thì mời cả nhà cùng theo dõi cái clip tiếp theo của gia đình nhà mình nha. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho gia đình của mình nha cả nhà. Chào mọi người, đi về. Hey, chào mọi người, chào cả nhà. Ăn xong rồi cả nhà ơi. Giờ hai mẹ con mình đi về nha cả nhà. Giờ ăn xong rồi. Giờ đi về.